Xin chào các bạn, sau đây linh kiện laptop tin cậy 100 sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo, nắp và thay màn hình cho laptop Dell InVision 14-3000cc. Thì cụ thể con này là 14-3442. Thì để thay màn hình cho máy này thì ta phải tháo được mặt B ra. Con máy này vỡ màn hình rồi, ta sẽ tắt máy trước nhé. Lúc nào cũng vậy, tắt máy trước và rút dây nguồn ra. Đối với dòng Dell 3442 này thì nó không có cái con ốc giữ mặt B. Vì vậy là nhiệm vụ của ta là chỉ cần bóc mặt B ra. Thế thì bóc như sau. Chỉ cần bóc là mặt trước thôi. Đấy. Bóc là bóc từ trong cậy lên, đẩy ra đây. Đấy. Với máy 3442 thì bóc là khá dễ rồi. Cái chỗ này này, không nhấc được đúng không? Không nhấc được, ta để một góc 90 độ ta thì cách nhấc xem nào. Đấy, hơi khó một chút. Rồi, như vậy nhấc còn cái này. Cái này thì nhấc lên, nhấc trực tiếp thì nó không được đâu. Nó hơi ngả như vậy thì nhấc được này. Đấy. Khá đơn giản. Quan sát mặt A. Quan sát màn hình được liên kết với mặt A bởi 4 ốc. 1 2 3 4. Như vậy là ta tháo luôn 4 ốc này ra. 1 2 3 4. Sau khi tháo xong 4 ốc rồi thì ta sẽ từ từ nhấc cái màn hình ra thôi. Màn hình dùng cho máy 3442 này chính là màn 14 inch. Cáp của nó là 30 pin. Thì đây, để tháo cáp ra ta sẽ lột cái phần băng keo lên thôi. Rồi, sau khi lột phần băng keo lên thì chỗ này nó có cái phần dây đồng này, đồng giữ này, đồng giữ này, đồng giữ này đúng không? Ta nhấc đồng lên. Rồi, sau khi nhấc đồng lên rồi thì ta sẽ nôi cáp về đằng sau. Rồi, rất đơn giản, như vậy là ta tháo được màn hình vỡ rồi. Màn hình 30 pin. Một bạn đón khách hàng. Một màn hình 30 pin. Màn hình mới này, hôm nay là ngày 19 tháng 07 và ngày 12 tháng. Ok, ký tên. Quan sát trên phần cáp. Bây giờ ta sẽ lắp cáp vào này. Quan sát trên phần cáp có 2 điểm chấm tròn 1, 2. Và trên phần cáp tiếp xúc của màn hình cũng có 2 điểm 1, chấm tròn 1, 2. Như vậy, bây giờ ta lắp vào. Lắp vào gì? Lắp vào màn hình thì nhiệm vụ là ta đưa kịch cáp vào. Đút song song và đưa kịch cáp vào này. Sau khi kịch xong rồi thì gì? Thì đây là cái phần dây đồng vừa rồi này, nó giữ đấy. Thì ta sẽ đẩy nó xuống thôi. Đẩy nó xuống để cho nó cố định này. Đấy. Đấy. Được chưa? Rồi. Anh chờ một lát nhé. Đấy. Như vậy là hai cái chấm tròn các bạn nhìn này, nó đã vào rồi này. 1 2. Chắc chắn hơn một tí này. Rồi. Đây. Hai cái chấm tròn máy. Đây là cái băng keo này mình sẽ dán vào đây. Thì mục đích của việc dán băng keo này là giúp cho gì? Giúp cho cái việc cáp này nó hạn chế lỏng, xê dịch. Rồi, bây giờ ta đặt màn hình lên. Thì ta có cái sạc đây rồi, mình cắm và kiểm tra thôi. Bật lên. Rồi, như vậy là màn hình đã lên rồi. Trước mặt màn hình có phần băng keo thì ta có thể lột ra được này. Nếu như khách hàng không lột, ta cứ để sau, lột sau. Mình hơi rung nhẹ một chút để xem cáp có lỏng không và màn hình có bị rung không. Ok, không sao nhá. Rồi, trước khi lắp mặt B vào thì ta quan sát xem dây cáp nó có đi đúng dây chưa. Ok, đi đúng dây rồi nhá. Giờ ta sẽ tiến hành lắp mặt B vào. Nhưng trước khi lắp mặt B ra còn gì? 4 con ốc này. Đấy, ta phải để đây đã. Lắp 4 ốc trước. Màn hình đã lên rồi đấy. 1 2 3 và 4. Anh có lột cái này lên không?
em sẽ lột ra cho. Chỗ này nó có chữ. Lột nhá. Ok. Ta lột luôn cái lớp băng ni lông này. Bây giờ thì mình để một góc 90 độ để nắp. Đấy. Ta ấn chặt cái mặt B này vào nhá, để cho nó liên kết với mặt A là tốt hơn, ấn chặt mặt B vào. Đấy. Rồi. Trước khi đây ta reset này. Ta quan sát xung quanh này xem nó đã khớp chưa. Mình thấy khớp được rồi. Ok, có cái lớp đằng sau nữa này. Cái phần đằng sau nữa. Tí nữa ta sẽ lật lên. Rồi. Bây giờ thì chắc chắn là sẽ vào Windows rồi. Đây ta gập xuống một chút này để cho nó standby. Đây. Luôn luôn chú ý cái mặt đằng sau nó chưa khớp này. Đấy, ta bóp vào thôi, không khó. Đấy, đấy, ok. Một, hai, ba. Rồi, như vậy là việc tháo lắp và thay màn hình cho laptop Dell Inspiron 3442 đã hoàn thành. Để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn tham khảo trực tiếp tại website bàn phím laptopviet.vn hoặc là tham khảo tại fanpage linh kiện laptop linh kiện 100. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.